Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam hương siêu mini dáng lắc hồi đầu ha. Cây đã được ép vô chậu và đã sống khỏe rồi. Đó, mọi người có thấy là bộ xương dâm của cây này cũng khá là dày rồi nè. Cây này mình về mình đắp thêm một ít rêu trên mặt chậu nữa. Mình để bàn chơi hoặc là mình giao lưu với nhóm mình mang theo mình chơi cũng rất là hay ha. Đó. Siêu mini. Cây rất là già rồi ha, mọi người có thể thấy thân cây nó trắng xóa rồi nè. Nay mình nuôi càng lâu cái bộ tàn nó càng dày ra thì cây nó sẽ càng đẹp hơn nữa. Những cái cây mini thì mình phải ráng mình ép vô chậu, càng bé thì nó sẽ càng đẹp ha. Còn mình chưa quen thì mình nên ép vô một cái chậu hơi to hơn một chút thì mình sẽ dễ chăm sóc hơn. Giờ rồi em xin báo giá giao lưu cây sam hương siêu mini này với giá là 150 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của em. Cái này thì em là muốn đắp rêu á, thì có thể giao lưu thì em sẽ đắp rêu trên mặt chậu để em mới gửi đi cho mình luôn ha. Về mình cứ để về mà mình chơi thôi.